Mình đang khắp hang đặt Bạch Văn Động nha mọi người. Đi lên đi lên Bạch Văn Động mà đi khoảng 500 m, vác thêm một cục tạ 12 kg. 500 m thì gần mà, mấy bà chắc tại mấy bà già rồi con đường rất là âm u không, nhưng mà quay vô đây thì lại sáng lắm nghe, sáng đẹp lắm nè. Nhưng mà đi dốc thì đường về nó sẽ mát không nắng chịu không nổi đâu và đây là thanh niên đi đường đã mắc một cái chết nó phải tập tạ 10 kg. Ấm u ha, nhưng mà nó mát. Không, cái này không du lịch mà có thể làm được mình đi chứ. Gì vậy Tú? Con mẹ Tú là selfie. Giống nhỏ nãy, đường chỉ có cây và nó thôi và nó cũng selfie. Ờ, tôi tưởng đâu một đám bạn nó đứng bên trong nha. Ai vậy, không có ai. Nick ơi, good morning đi con. Xin chào với rừng, ta đến đây. Wow, con chim nè, nghe chim không? Chim hót thì Nick. Chim hót kìa con. Chúng ta đang chinh phục núi Minh Đạm. Wow, con dốc đấy. Có mấy đứa con nít mà nó cũng đi mà. Hello đi Nick. À chim hót á. Cũng không leo được đâu. Phải đi xuống thì may ra dẫn được. Vừa đi vừa chụp hình lên tôi. Cái này bắt đầu thở đó. Nó dốc quá. Wow, mọi người đã bắt đầu thở dốc. Nãy giờ chắc được 100 m à. Cái
bà Tú vẫn còn hứng thú để chụp hình. Chó mà đi đâu phải đánh dấu chứ. Ngủ rồi đó. Tiếc là bây giờ mắt bà nó chết dép rồi. Anh ngủ đầy đủ rồi. Đi chân chim đi đi. Thôi kiếm không à. Ngồi đi chân chim mày. Con. Nó kiếm chì vậy không biết. Không có. À. Con đâu có leo đâu, bố leo mà. Tới đỉnh chưa mà xuống con? Sắp tới chưa? Chưa hả? Chưa hả? Ủa, chứ không xa không? Dạ. Gần. Nếu mà đi xài thì bình thường. Ủa? Sao hai hướng vậy? Bạch Vân Điện và Bạch Vân Động khác nhau. Đi lên đỉnh đi. Bạch Vân Điện là đi lên cái viện, Bạch Vân Động đi lên cái hang. Oh, nắng rồi đó. Còn hướng gì kia? Hồi hướng đâu đúng đâu, đi hướng này đi. Không đúng đâu. Đi theo đường. Đó, người ta cũng đi, đi theo đường mòn. Thấy có cái biển mà. Chắc là đi hướng khác. Nhưng mà chúng ta nên đi đường mòn đi. Đúng. Đây là bạn ơi, mình đi đâu thế? Mình đi lên núi đó. Đây bạn biết ha. Nó mệt là do nó lên cái dốc á. Ơi, cũng đánh dấu dữ chứ. Có ai thiệt không cậu? Giờ 10 người nó giả rồi hết 8 nè. Đó, ta nói 10 phần. Có khá nhiều các cô, các bác leo lên từ sớm rồi giờ nó quay trở về. Cẩn thận nha. Làm cái cung liêm. Nghỉ dưới chặn rồi mấy cô. Hoa. Wow. Mấy bà mà lên được tới đây à? Khỏe lắm luôn á. Dạ đi xuống à. Ôi dạ. À dạ lên trên. Ô, chỗ này có chừng bị té. Cái đó nó không có rung nữa. Nhìn đường ở đây đừng có nhìn xuống. Ngoài kia là biển hay sao? U u rồi ta. Ở ngay cái tàu đó.
hồi hồi mới đâu có bệnh đâu mới đi. Đường này thằng Nick đi không được rồi. Trời ơi, người ta ở đây người giống như mấy bà đen, ngày nào người ta cũng đi thôi. Mấy bà lao động, còn mình suốt ngày ăn ngầu ịt trong phòng. Mình đã vậy còn mấy lạnh yếu nhớt nữa. Bởi vậy thì ăn bao nhiêu hôm qua thì hôm nay nó đi nó cũng hết rồi. Không sợ mình dư đâu. Có ăn nhiều cơm đâu mà sợ à. Ăn toàn là hải sản không mà sợ mập gì. Có chị. Vác ở đây có một cái quán là chờ lẩu gà ác. Cởi áo ra đi. À, cô cởi áo cho mát chứ. Yeah. Nè. Đây. Có đường điện câu lên nè. Ừ. Thì giống như là núi Ba Đen có thịt khô đó, lên lên đường sống. Mà nhớ bẹ, ở đây mà bẹ. Bố mày mệt chưa? Mệt chứ. Nhìn tới rồi. Gần tới rồi thì kiếm đâu. Làm gì trong đó mà chen lắng xô đẩy vậy trời. Cúng lễ kia đường. Vậy là cái này không có tới 1/3 của cái đường lên chùa bên Tây Ninh đâu. Nó thấp hơn nữa. Ai muốn chụp không? Mệt quá. Hết cười nổi rồi chụp gì. Wow. Chúng ta đang gặp một đoàn. Để nhà ta chụp, mình chụp trước. Ôi, nãy gặp dưới giờ con xuống rồi. Lên lên tới đỉnh cho biết thôi chứ. À lên đụng đỉnh rồi về là. Wow. Đây, hello Sonic. Nè, nét quay lại hello mẹ. Sonic ơi, hello, hello mẹ đi. Hi. Hi. I am winner. Ơi. I'm Sonic. Now I am in the mountain of the top. Không, từ từ bé ba lên con. Đi lên nào. Đi lên nào. What is it? Sắp tới đỉnh rồi mấy má ơi. Cái gì? Cái gì? Không. Bà Tố chụp hình cho nhà tôi nào. Bà Tố chụp hình nào. Toàn là mấy bà già nói không hà. Cái đường thông quan đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy. À đường tẻo nè, đường tẻo kia nè. Không, đường thông quan mà nghĩ đường thông quan nó mới đúng. Còn cái đường tẻ cũng là đường đi nhưng mà đường xa hơn. Nhưng mà bây giờ nè là sắp lên tới, mấy bạn không muốn lên không hay là hoàng nhục. Lên. Sắp lên để coi thử nó là cái gì. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Chụp hình nè. Nick, dồn kia bà Tú kìa, chụp hình. Đây, đây. Quay lên. Hai, Nick nè, Nick để dê đi Nick. Hai chồng nó đang chụp tự cái gì vậy? Dê. Lên đẹp nè ơi. Được chưa? Mày thấy lên, lên đây, gom hết này. Trời ơi, dễ mà nghe mấy bà già. Bởi nãy tôi ngồi tôi thắc mắc, tôi hỏi tùm lum rồi. Đây nè. Cái gì? Chụp hình nè. À, chúng con hả? Bà đi đâu? Nét nét. Cái nè. Hi. Nét cười vậy? Đi ra. Đang đâu? Sao đường kia khó đi không hả? Không, anh nói là muốn lên đỉnh mà tham quan nó còn cảnh đi đường kia. Đường kia đường kia nó cao. Vậy giờ chúng mình xuống đi lại đường kia. Bên bên bà bãi gỗ. Còn đường này là đường lên làm gì?
Đường này chỉ là lên xuống tiếng thôi. Hèn chi. Nãy tôi ngồi. Tôi ngồi tôi nghi rồi tôi hỏi rồi mà mấy bà kêu 3 năm rồi cô chưa đi được đó. Chưa đi đường nào? Chưa đi cái đường bên kia đó, cái đường mới mà kêu đi tham quan á. Chắc năm nào cô cũng lên đây cúng. Thì kêu là móc túi. Kia kia. Mẹ nhìn bên kia kìa. Kia kìa đó, chụp đi. Đó cái động đó. Thôi đi lên kia đi chứ chỗ này có gì chụp, nhìn vậy thôi. Nó mình nghĩ 50 phút gì đó. Cái quần này lên không? Xuống chưa? Còn còn số người ở rồi. Còn khỏe hả? Tôi đi từ lâu nắng mẹ nè mẹ biết sọt người sọt vô rồi. Lên đây mũi rừng nó đốt á. Tôi nghĩ đi lên núi là nó sẽ nắng. Hai người đi trong mát tới rồi nè. Tới rồi thì à, ngồi đây chờ xíu đi. Nè ai hồ bộ phu hay là cây đa từ kiếm cho leo lên luôn. Cái gốc này không đẹp thôi, gốc gì đó. Cái cây gốc cây này đẹp nè. Hello đi Nick ơi, show lên. Hello. Gốc cây nó đẹp đó. Đây, nhà mình đứng vô chụp hình nè. Hôm nay. Nó tới rồi, lấy đi. Tới rồi, Bụi Thiên. Wow. Chúng ta gọi là Bạch Vân Động đúng không? À, chúng ta đã đến nơi Bạch Vân Động. Sau khoảng rồi, mục đích của chúng tôi là đi tham quan chứ không phải là lên đây cầu nguyện. Chúng tôi để tay sai rồi. Ở này không có chỗ nào ngồi luôn hả? Coi luôn. Lơ vô đó thắp nhang á hả? Thấy thôi mình ngồi đây đi. Thì mình đây mình nghỉ đi. Ngồi đây nghỉ đi. Chứ chỗ kia có gì đâu, thấy người ta ăn. À đúng rồi, vô đây là cúng kiến thôi. Giữ nó nha, không té đó. Đây con đứng ở đây đi. Ngồi với mẹ này, bố... à, Nick ơi, ngồi với mẹ này, ngồi vô đây với mẹ. À. Ngồi đây với mẹ. Trái bự ghê mà trái nó nháy bự. Chúng ta đã đến Bạch Vân Động nha mọi người. Mình đang khám phá hang đặc Bạch Vân Động nha mọi người.
về lên thôi. Không biết hả? Dạ. Ủa, cô lên đây thắp hương hả cô? Cái này mình thờ cúng gì cô? Mình... cô cũng mới đi lần đầu cô cũng. Dạ. Con cũng tới lên đây con xem thử mà không biết cái này mình thờ cái gì. Nhưng mà loại bậc thang lên mới được. Dạ. Ủa, ở đây là mình thờ gì anh? Dạ em không biết. Thờ ông thờ bà chứ biết gì không? Dạ. Anh cũng là khách hả? Anh cũng. Dạ. Núi là núi kỳ dân nè. Đây là núi ở đây nữa. Dạ. Núi kỳ dân, động bậc dân. Núi kỳ dân, động bậc dân. Cái này còn lên xe không anh? À, là cái để em lên thẳng qua. Mọi người nhớ mình đang ở phía dưới này. Mọi người nghe tiếng chim hót không? Không khí rất là trong lành nha. Mát nữa, nhưng mà hơi mệt xíu. Ai muốn thử thách lên núi thì có thể leo trên này nha. Mình nghĩ lên trên này là hết rồi. Mình đã chinh phục cái khu này nha. Khá là mệt đấy mọi người. Mọi người cứ theo thử một lần rồi sẽ biết nha. Đây, đường đi xuống đây. Rồi mình đi xuống. Tại vì mình thực chất mình đi là nhầm đường mọi người. Trên đây là để thờ cúng, có rất nhiều người lên đây xin
Còn gia đình mình thì muốn đi qua hướng bên kia để ngắm cảnh cơ. Mình đi nhầm đường, mọi người đang nghỉ ở phía dưới á. Cùng mình thì lên thử trên này có những gì. Thôi mình xuống mình dưỡng sức xíu mình còn đi lên ngược lại bên kia nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người trong clip tiếp theo nha.